Xin chào tất cả các bạn và các em, thầy Minh Myelin đây. Ngày hôm nay thì thầy đã quay trở lại để độ cho 2K5 trong cả một năm tới đây. Về phần lý thuyết, bởi vì thầy nắm được rằng là với 2K5 thì các em rất là sợ lý thuyết phần môn hóa. Chính vì vậy nên thầy sẽ bắt đầu khởi động cái chuỗi là 10 đề lý thuyết ST để chinh phục nỗi sợ hãi cùng với K5 nhá. Ở đây mỗi một cái buổi mà lý thuyết cùng với thầy hướng dẫn với 2K5 thì sẽ có 20 câu lý thuyết để sắp xếp từ dễ đến khó. Về chúng ta sẽ làm cái phần chuyên sâu nhất là về ST và lipid. Sẽ tụ hợp những cái câu mà các em dễ hay sai và những câu khó mà các em hay gặp nhất trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Nào, ủng hộ thầy nhé. Sự chia sẻ cũng như là sự theo dõi cũng như sự bình luận đáp án của các em cũng chính là cái nguồn động lực cực kỳ to lớn để thầy có thể thực hiện thật nhiều cái chuỗi video ý nghĩa hơn dành cho 2K5. Cảm ơn các em tất cả rất nhiều. Nào, mình có, các bạn comment đáp án của thầy nhé. Đề đầu tiên, hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu cái đề số 1. Đề đầu tiên, chất X có công thức cấu tạo là CH3CO, CH3 thì tên gọi của X là gì? Thì ngay lập tức chúng ta biết ngay nhờ, cái này dễ quá, metin acetat, đúng không các em? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Và tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A, nó là metin acetat, đúng không ạ? Tiếp tục ạ, câu số 2 ạ. Thủy phân tất cả các triglycerides, cái chỗ phận này là ở phần chất béo. Triglycerides thì đều thu được sản phẩm hữu cơ. Thế thì công thức chung của tất cả các triglycerides nó sẽ là gì? Nó là R trung bình COO tất cả 3 lần C3H5, đúng không ạ? Cộng với giả sử như thủy phân trong môi trường axit đi thì sẽ tạo thành là R trung bình COOH cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. À vậy thì mình sẽ có rằng là thủy phân tất cả các triglycerides thì đều thu được hợp chất hữu cơ X. Vậy chất hữu cơ X của chúng ta nó là glycerol. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhá. Rất dễ đúng không? Câu số 3, một câu hỏi về tên. Như các em đã biết là nếu mà trong cái quá trình chúng ta học ST mà chúng ta không nắm được tên gọi thì chúng ta sẽ không thể nào giải được những bài tập khác nữa. Bởi vì cái tên gọi của ST nó cực kỳ quan trọng nhá. Các bạn cần phải chú ý. Vậy ở đây mình có này, etin acetat thì có công thức cấu tạo là gì? Thì mình có này, etin acetat thì nó sẽ là CH3COOC25, đúng không em? Vậy mình có này, etin acetat, đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok, chính xác nha. Câu số 4 ạ, chất béo là trieste của glycerol với anh nào? Chất béo là trieste của glycerol với anh nào? Chất béo nha, các em lưu ý ạ. Chất béo là trieste của glycerol với gì ạ? Axit béo. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 5 ạ, etin propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etin propionat là? Lại một câu hỏi về tên gọi. Và cái câu hỏi về tên gọi rất là thú vị. Bởi vì là ở đây cũng sẽ khiến cho chúng ta nhớ được thêm cái mùi của este. Mùi của este là một trong số những cái kiến thức lý thuyết mà chúng ta yêu cầu phải học thuộc và phải nhớ ở bên trong. Bởi vì nó sẽ có hay hỏi rất là nhiều bên trong các đề thi, nên các bạn cần phải chú ý. Vậy ở đây mình có etin propionat thì nó sẽ là gì ạ? Bắt nguồn propionat là C2H5COO, etin nó sẽ là CH5. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhá. Rất dễ. Những câu đầu tiên ấy nó luôn luôn là những câu dễ thôi. Câu số 6. Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất gì? Thế thì lúc nãy mình đã viết được cái phương trình thủy phân của chất béo. Đây. Đúng không? Thủy phân tạo thành axit béo và glycerol. Thế thì ở đây ạ, ngoài ra một lượng lớn chất béo thì chất béo được sử dụng trong công nghiệp thì ngoài ra nó còn thực hiện bằng phản ứng xa phóng hóa RCO tất cả 3 lần C3H5 cộng với lại NaOH để tạo thành RCONa cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần. Được không ạ? Thì ngoài ra vậy anh chất béo chúng ta còn được dùng trong công nghiệp để gì ạ? Sản xuất xà phòng và
glycerol. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là đáp án A. Các bạn chú ý nhé, đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án A. Câu số 7 ạ. Triolein là một chất béo có công thức là gì? Thế thì triolein á, nó là một trong số những chất béo mà chúng ta sẽ hay gặp rất rất nhiều. Và ở đây để nắm được thì chúng ta phải nhớ được cái tên của axit béo mà tạo thành triolein. Thì triolein được tạo bởi từ ba gốc của anh axit béo là axit oleic. Và axit oleic là C17H33COO, đúng không? Vậy triolein là C17H33CO tất cả 3 lần, C3H5. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. A. C17H33CO tất cả 3 lần, C3H5. Câu số 8 ạ. Chất nào sau đây là chất béo? Thế thì chúng ta cần nhớ thế này thôi. Chất béo là triete của glycerol và axit béo. Và chúng ta vừa làm bên trên xong, đúng không ạ? Triolein chắc chắn là chất béo. Wow, câu số 9 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử triolein. Thế chúng ta phải nắm được là cái công thức của anh triolein là gì, đúng không? C17 này, H33 này, COO này, tất cả 3 lần C3H5 này. Và ở đây chúng ta tìm được công thức của nó luôn. 17 cộng 1 là 18, 18 nhân 3. 18 nhân 3, ok, máy tính thần thoại của thầy nó ở đâu nhỉ? 18 nhân 3, đang không có máy tính các em ạ. 18 nhân 3 như bằng 54, 54 cộng 3 bằng 57, đúng không? Vậy đáp án đúng, thầy vừa nhẩm đấy, 57 thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhá. Câu số 10 ạ. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo. Chúng ta vừa làm xong đúng không ạ? Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì mình luôn luôn thu được muối của axit béo và glycerol. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 11 ạ. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài? Cái này mình phải nhớ rồi. Geranin acetat là mùi thơm của hoa hồng nhé. Hoa hồng. Ok chưa? Vậy không phải hoa nhài. Etin butyrat và etin propionat là mùi thơm của dứa. Vậy chỉ còn benzin acetat là mùi thơm của hoa nhài thôi. Các bạn thuộc nhé. Những cái mùi thơm này các bạn phải thuộc. Để chưa? Bắt buộc phải thuộc đấy ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu số 12 ạ. Bắt đầu nâng dần độ khó khó lên một chút xíu. Câu 12 đề bài hỏi chúng ta là estenol đơn chức mạch hở có công thức chung là gì? Estenol đơn chức mạch hở công thức chung là gì? Thì estenol đơn chức mạch hở công thức chung của nó là CnH2NO2, N lớn bằng 2. Cái này nếu mà các bạn mà học ở bên trong cái khóa live stream của thầy thì các bạn sẽ nắm vững được cái việc mà suy luận từ công thức, từ những cái cấu tạo mà suy được công thức tổng quát, nó rất là nhanh luôn. Câu 13. Thủy phân este nào sau đây cho sản phẩm đều không có phản ứng sáng bạc? Cái này viết phương trình rồi. IA này, viết phương trình. CH3COO CH3 mà thủy phân ạ. H2O trong môi trường axit thì tạo thành CH3COOH cộng với CH3OH thì anh axit CH3COH này là không tráng bạc, CH3OH cũng không tráng bạc. Vậy là chọn ngay đáp án A nhỉ? Thủy phân đều không có phản ứng tráng bạc. Đáp án A. Dễ quá. Câu 14 ạ. Etin propionat có mùi thơm của quả dứa, được dùng để làm chất tạo hương trong công nghiệp. Thực ra vừa nãy mình biết rồi, nó là mùi dứa đấy. Bây giờ đề bài bảo là etin propionat được điều chế từ axit và ancol nào. Vậy bây giờ mình phải viết được cái công thức của etin propionat đã. Đây, một cái kỹ năng để thầy làm trước khi mà thầy chưa có thuộc bất kỳ một cái nào, thì đó là propi 3 carbon OO etin CH5. Đấy, vậy nó sẽ được tạo từ axit propionic CH3 này, CH2 này, COOH này cộng với ancol ethylic C2H5OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok các em nhé, rất dễ. Câu số 15 ạ. Estex được tạo bởi từ ancol methylic và axit formic. Công thức của X là. Vậy bây giờ mình sẽ có này. Ancol methylic, mình viết phương trình đây rồi, ancol methylic là CH3OH cộng với axit formic là HCOOH. Vậy phản ứng thủy phân là phản ứng không hoàn toàn để tạo thành HCOO CH3 cộng H2O.
Vậy công thức của X của chúng ta là HCOCH3. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 16. Khi thủy phân phenylacetat trong áo mát dư. Vậy có đúng không? Cái lời của thầy nói rất là đúng không? Là chúng ta phải nắm được tên gọi. Chúng ta không nắm được tên gọi, chúng ta không bao giờ làm được. Phenylacetat CH3COOC6H5 trong dung dịch NaOH dư thì mình có phải mình thu được là CH3. Chỗ này là một trong top những cái mà các em hay sai nhất ở trong phần ET. Cộng với C6H5ONa cộng với H2O. Được chưa? Và ăn 2 NaOH nhá. Đặc biệt nhá, ở đây mình có một cái chú ý là este của phenol luôn luôn tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 và sản phẩm luôn sinh ra nước. Đấy chưa? Những bạn nào mà học trong cái khóa live của thầy, những bạn nắm chắc được điều đó. Vậy thì sản phẩm mình hữu cơ mình thu được nó sẽ là CH3CONa và C6H5ONa. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Câu số 17 ạ. Thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau. Số phát biểu đúng là. Thì đây là một trong số những cái câu về thí nghiệm về phần vận dụng cao ở bên trong hóa. Nó nằm ở trên phần vận dụng cao mà nó lại thuộc về phần este. Phần này thì đa số các bạn nhìn thấy rất là sợ, nhưng các bạn nghe thì giảng nhé, các bạn sẽ hết sợ nó liền. Thêm 4ml ancol isoamylic và axit acetic kết tinh vào khoảng 2ml H24 đặc và ống nghiệm khô lắc đều. Thì cái này là đồng nhất, tại vì là ancol và axit thì nó hòa tan vào nhau. Được chưa? Sau bước 1 vẫn đồng nhất. Đưa ống nghiệm vào nồi nước nóng, sau đó lấy ra và làm lạnh. Thì đây là phản ứng xà phòng, đây là phản ứng este hóa. Và cái hỗn hợp tạo thành ấy, thì nó sẽ bao gồm là có cả este, có cả axit dư và có cả ancol dư. Tại bước 3 rót ống nghiệm NaCl bão hòa này thì lúc này là dung dịch phân lớp. Dung dịch phân lớp. Cái anh este nhẹ hơn nổi lên bên trên, cái anh nước chìm xuống dưới. Vậy đây mình có này. Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa, chính xác chưa? Thầy vừa phân tích xong. À đúng. Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp, đúng chưa? Đúng là dung dịch phân lớp, este nổi lên trên, còn lại các dung dịch khác chìm xuống dưới. Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa. Đâu, cốc 3 đâu. Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa. Thực ra đây là có thể thay cốc lạnh trong bước 2. Đúng không ạ? Đây trong bước 2 chứ. Trong bước 2 bằng dịch NaCl bão hòa này không nên, bởi vì nước lạnh ở đây nó sẽ có tác dụng là làm giảm cái nhiệt độ này xuống nếu cho NaCl và nó không hay nhá. Sau bước 3 được chưa, mình không nên thay nhá. sau bước 3 NaCl thực ra thì mình có thể thay được, sorry thầy sửa lỗi ạ, có thể thay nước lạnh trong cốc bằng dịch NaCl bão hòa được, bởi vì thực ra về mặt bản chất là NaCl bão hòa tăng chênh lệch khối lượng riêng của este phần còn lại, thuận lợi cho việc chiết hơn được nhá. Sau bước 3 cũng là chất lỏng thu được có mùi chuối chín, đúng rồi. Ancol isoamylic tác dụng với axit acetic thì tạo thành isoamin acetat thì đúng là có mùi chuối chín thật. H2SO4 đặc nó đóng vai trò là chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng, chính xác nốt. Vậy ở đây mình sẽ có tổng cộng là 5 phát biểu đúng. Nhưng mà tại sao thầy lại xếp cái này vào cái top mà các cái điều mà các em hay sai? Tại vì là các em ấy thì rất hay bị nhầm. Các em nhầm như thế nào? Các em nhầm này là các em bảo là ô bây giờ có tận 5 nhận định đúng, vậy khả năng cao dễ mình làm sai lắm, thôi mình chọn một cái sai đi. Thế là toàn, đúng không? Tổng cộng chúng ta vẫn là có 5 nhận định đúng. Các bạn nhớ nhá. Câu 17 đáp án A. Câu 18 ạ. Câu 18 là cái câu mà test cái độ khủng của chúng ta đây. Chất béo được gọi chung là triglyceride hay là triacin glycerol. Cái này đúng hay sai? Đúng, chính xác. Tiếp theo ạ, chất béo nhẹ hơn nước không tan trong nước, đúng. Nhưng tan nhiều cho các dung môi hữu cơ như benzen, xăng, ete, chính xác. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Làm những cái này chúng ta rất giỏi lý thuyết nha, lý thuyết chúng ta tăng lên cực kỳ kinh khủng. Chính xác ạ, thủy phân chất béo trong môi trường axit thì nó sẽ cho chúng ta là phản ứng thuận nghịch. Tristearin nó là C17H35 chứ không phải C17H33, sai. Sai luôn.
Muối phenin clorua không tan trong nước, phenin clorua C6H5 NH3Cl, muối này tan trong nước nhá, không tan trong nước là sai. Ở điều kiện thường, etinamin và propinamin là chất khí có mùi khai, sai. Propinamin là chất lỏng. Vậy ở đây mình sẽ chỉ có 3 nhận định đúng thôi, A, B và C. Vậy số phát biểu đúng của mình là B. Các bạn nhớ chưa? Rất dễ. Câu 19 ạ. Đấy, làm những câu này sẽ giúp chúng ta khủng hơn rất rất nhiều. Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước dưới đây. Cho vào bát sứ nhỏ 1ml dầu ăn và 3ml dung dịch NaOH. Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất. Rót vào hỗn hợp 4-5ml dung dịch NaCl bão hòa nóng rồi để nguội. Phát biểu sau. Những phát biểu là ở bước 1 có thể thay thế dầu ăn bằng mỡ động vật được. Dầu ăn và mỡ động vật bản chất nó như nhau, nó đều là chất béo thì thay thế được. Ở bước 2, nếu không liên tục khuấy đều, phản ứng sẽ xảy ra chậm vì dầu ăn không tan trong dịch NaOH. Chính xác luôn. Dầu ăn nó không tan trong nước nên chắc chắn nó cũng không tan trong dịch NaOH. Sau bước 3, khi để nguội thì thấy phần dung dịch bên trên có lớp chất lỏng màu trắng đục. Chính xác, xà phòng nổi lên bên trên đấy ạ. Mục đích chính của việc thêm nước cất vào là để tránh sản phẩm bị phân hủy. Cũng chính xác tiếp. Được chưa? Mục đích chính của việc thêm nước không phải là tránh sản phẩm bị phân hủy, sai ạ. Là mục đích chính của việc thêm nước vào để phản ứng thủy phân xảy ra. Nước bay lên bị hao hụt nên phải bù lại. C sai. À, D sai, thế còn C cũng sai. Nó không phải chất lỏng, vừa đấy thầy đọc nhầm. Nó phải là chất rắn chứ. Chất rắn màu trắng đục, toàn chưa. Đấy, đến cả thầy cũng cẩn thận bị sai, đúng không? Vậy ở đây chúng ta chỉ có mấy thôi. Hai phần biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án B các em nhá. Câu cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Câu 20 ạ. Cho một mol chất X C9H8O4 tác dụng hết với NaOH dư thì thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol nước. Chúng ta nhìn này, có nước. Vậy chắc chắn có este của phenol. Được chưa? O4 thì nó lại là, vậy suy ra nó phải có 2 chiếc este. 2 chiếc este mà có este của phenol. Được chưa? Thế thì thu được 2 mol chất Y, vậy là 2 thằng giống nhau. Vậy nếu là hai mol chất Y thì nó phải là hai thằng giống nhau, phải một đầu là HCOO thì đầu còn lại cũng phải là HCOO. Bởi vì đây là O4 nên hai chức CO. Nhưng mà ra một nước thôi nên chỉ có một anh đính với lại C6. H4 ở đính với vòng benzen rồi. Còn anh còn lại khả năng cao phải đính với nhóm CH2 để đủ hình C9. 1 2 3 C9. Đấy chưa, các bạn nhìn rõ chưa? Thì đúng là cái anh này. Đây, anh này vẽ như thế này thôi. Còn chúng ta vẽ chuẩn hơn. HCOO này, C6H4 này, CH2 này, OOCH này, tác dụng với NaOH này thì tạo thành này. Đây ạ. HCOONa2 lần cộng với NaOC6H4CH2OH cộng H2O ăn 2 này AOH. Được chưa? Vậy mình sẽ có này. Đây là chất X. 2 mol chất Y, vậy đây là chất Y. 1 mol chất Z, đây là chất Z. Bây giờ cho cái chất Z này tác dụng với, để bài cho tác dụng H4 loãng, H2SO4 loãng, thì có phải mình sẽ thu được axit là HOC6H4CH2OH. Được chưa? Ok chưa? Thế bây giờ đề bài bảo này. Đây thì mình thu được chất T đây. Chất T tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 là sai. Các bạn biết tại sao sai không? Chất T tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 là sai lè luôn. Đây các bạn nhìn kỹ vào đây. Anh này chỉ tác dụng có một chức phenol thôi nên chỉ tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1, các bạn nhìn kỹ nhé, đúng không? Một chức phenol thôi. Nên là A sai. Chất Y có phản ứng trắng bạc, đúng rồi, có đầu HCO nên trắng bạc, B đúng. Phân tử chất Z có 3 nguyên tử oxy, chúng ta nhìn Z đây. Mấy oxy? 1 2 oxy thôi. Bỏ. Chất X đây tác dụng với NaOH tỷ lệ mol 1:4 là sai.
có 1,2 lấy đâu ra 1,4, đúng không ạ? Tiếp tục ạ. Chất X có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn. À, xem nào. Chất X có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn, đúng không? Đúng. Đây nhá, các em non thể viết này. HCOO cắm vào vòng, đúng không? Thế còn lại cái thằng mà cụm này cho chạy trong vòng này. Đây vị trí số 1, đây vị trí số 2, đây vị trí số 3. Đúng có 3 chưa? Vậy E đúng nhá. Đấy, nhiều đứa là làm được đến đây, nhưng mà cái E này chọn sai vì chỉ nhìn nó có 1. Vì vậy nên câu 20 của chúng ta, một câu khó nhất này của chúng ta ở bên trong cái đề này, là chúng ta sẽ có bao nhiêu đáp án đúng ạ? Chỉ có 2 đáp án đúng thôi các em nhé. Đáp án đúng là đáp án B. Ok. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi đầu tiên khi mà thầy chữa 20 câu lý thuyết hay sai bậc nhất ở chuyên đề STEM và Lipid. Hẹn gặp lại chúng ta vào cái buổi chữa lý thuyết đề số 02. Và để có một cái trải nghiệm tốt nhất và học được tốt nhất và nhớ lý thuyết tốt nhất, thì thầy rất là mong muốn là các em chú ý là có thể là theo dõi để giải trước 20 câu này bằng cách tính điểm trên Azota. Sau đó là chúng ta sẽ quay trở lại đây để theo dõi non thầy chữa. Ok ạ, cảm ơn tất cả các em rất rất nhiều. Nhớ chia sẻ lại để ủng hộ thầy nhé. Bye bye, chào tạm biệt.